ta sẽ đến với một tiết mục cũng xuyên suốt theo chủ đề xuyên suốt là chủ đề hạnh phúc. Và ngày hôm nay hạnh phúc thì đôi khi chỉ là chúng ta sống đúng với cá tính và sống đúng với con người thật của chính mình đã là một niềm hạnh phúc rất là lớn rồi. Và đó cũng chính là thông điệp mà tiết mục tiếp theo muốn gửi đến cho quý vị. Xin một tràng pháo tay thật lớn cho tiết mục đến từ thí sinh Xuân Vân do sự giản dựng của thầy Bảo Huy. Chúc mừng chị.